Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện của điện thoại Asus Zenfone 2, hôm nay Di động Cao Cấp .vn sẽ giới thiệu các bạn chọn bộ màn hình của điện thoại Asus Zenfone 2 chính hãng đã được cung cấp từ Di động Cao Cấp .vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Asus Zenfone 2 hàng đầu hiện nay. Trên tay mình đây là cả bộ màn hình của Asus Zenfone 2 bị vỡ, rơi và đập khi đem đến Di động Cao Cấp .vn để thay mới màn hình. Vẫn thiết kế cũ của Asus Zenfone, được thiết kế rất là đẹp, dễ dàng thay thế sửa chữa. Asus Zenfone 2 khi bị lỗi vỡ màn hình, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao Cấp .vn trên toàn quốc để tư vấn hướng dẫn thay mới màn hình Asus Zenfone 2 mới chính hãng. Tại Di động Cao Cấp .vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Asus hàng đầu hiện nay. Hiện tại, Di động Cao Cấp .vn có đủ tất cả các mã màn của điện thoại Asus Zenfone 2 từ 5 inch, 4,5 inch và 5,5 inch đều có sẵn tại Di động Cao Cấp .vn. Khi hàng gặp sự cố liên quan đến màn hình của điện thoại Asus Zenfone 2, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao Cấp .vn trên toàn quốc để tư vấn hướng dẫn thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Asus Zenfone 2. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của Di động Cao Cấp .vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Asus Zenfone 2 hàng đầu hiện nay.